Hôm nay là sẽ đi chơi. Nu với Ly đang chuẩn bị đi mua đồ mọi người ạ. Không mua gì, chỉ có mua mì tôm này, kẹo ấy, kiểu đi ăn chơi cho vui ấy. À, bây giờ đã mua đồ xong nha mọi người nha. Chuẩn bị đi. Hai con kia đang đợi. Mọi người nhớ xem hết video nha. Bây giờ đang đi nha mọi người. Tại đường tốc cho nên mình đi bộ thôi. Nóng thật sự. Mọi người ấy, thành ra là chúng mình có đi xe nhưng mà đường xấu cho nên mình chỉ đi được xe một đoạn thôi. Còn toàn lại là sẽ đi bộ đó, mệt lắm luôn. Phong cảnh chỗ này đẹp lắm mọi người ạ. Bờ ao này hơi bị lớn nha mọi người. Mệt lắm, nhưng mà phải đi thử, định ngắm những phong cảnh đẹp luôn. Mọi người anh xem video thì nhớ theo dõi Nu nha. Sẽ đi bắt cá mọi người ạ. Mấy con gái thì có biết bắt được không? Đi chân đất luôn. Nó phải đi thành đất có dép nhưng mà nó kiểu đẹp lắm nha mọi người. Rất chi là đẹp. Mọi người ơi, tại điện thoại Nu là cái điện thoại rẻ tiền á, cho nên không thể chống rung được. Rất là rung luôn, mọi người thông cảm nha. Đây nè, con mình sẽ đi xuống cái nhà kia. Con thấy bây giờ là xuống tắt rồi. Nhà kia kìa. Đến suối rồi nha mọi người. Đây, khoai tây này. À, khoai lang. Khoai gì không biết. Đúng rồi. Đến nơi thật rồi. Đây là ruộng của nhà máy cua nha mọi người. Mấy hôm trước bọn này ra cắt lúa của nhà máy cua xong rồi này. Mệt quá đang ngồi ăn ổi mọi người. Đang đi bắt cá mọi người. Cá tôm đây nha mọi người. Mình nhận ra là đưa độ chua để ăn.
con này. Đây là con ly nhá. Mọi người thấy con cá to chưa? Nhô. Nó nó. Nó rất là dám thay cho nè. Mọi người xem nó bắt cá nha. Út đau rồi. Cái gì mà dầu rồi là hả? Đây nè. Mọi người thấy gì chưa? Cá. Sao? Nó kìa mất kìa. Mất kìa chạy dao này trong kìa. Sao tốt từ lâu lâu hay à? Mất từ lâu lâu rồi nha. Khi các tấn công mà thật. Thằng lắm mất nhất đó các thằng kìa. Khi sao sợ kìa mất tao không nóng sợ. Đây là thằng đại nhé thật tàn ạ. Lên từ nhanh chết ta. Mày cứ lấy lúc không toàn trái. Cứ mất tao đấy có sẵn mà. Em lại đã có mắt nhập. Nhưng sao tốt thôi đấy là một nốt thẻ ha. Đánh khe mất tao nha. Khe chọc tiểu. Mất tao dễ dàng quá à. Cô sẽ chiến đấu nó nè. Cảm thấy nhớ rồi mấy. Cảm thấy lòng hả. Ê cho chết phố chân thanh tôi cứ giá thằng ca. Chân hồng nó ơ mê. Ôi dồi ơi. Cô đánh lâu quá là con ca nè. Trời ơi. Nhưng mà thì mà nó tôi lúc thì chết thật cháy nhỉ. Bố chỉ là ta khó. Nhìn mất thử lộng nè. Nhìn dám luôn mọi người. Giờ nào mà tết là ở tuần đầu đó thì nó lùa tết sẽ cắp. Ủa, phải nắng. Cần thanh nha. Tức tết thì ủa. Đây nè. Mơ mày cạnh. Đừng chịu luôn. Cái công nồi dành coi mồm. Nó thì em đi hành cơ coi đất quá ta. Cặp càng. Chẳng hoa cá lắc nữa. Cái này là mắc hỏi nè. Cần thay nó nặng. Đáp giật hơn nữa hả? Chú sang nặng. Ông đang nhấn. Người ta chết chết mà đã móc cá nhấu cái lòng quặc nó ra. Nó có buồn không mọi người? Có ai dọn? Nói em này là mình sợ đấy. Xem con đi. Ôi chắc tè. Mất trâu à. Kệ con đi nha. Mình đi rửa tay đó. Mang cái tay đi rửa. Đây là cái dao này rất là ngon nha mọi người. Mà chỗ này nhìn qua bên kia thì sẽ như thế này nha. Đây, chỗ này có rất nhiều cá nha mọi người. Nhìn như này thôi nhưng mà bắt được nhiều lắm đó. Lúc trước mình ra gặp đũa rồi. Người ta bắt cá được rất nhiều luôn nha.
trời ơi, xuống đây thôi, tay nó kiểu này rồi mọi người. Thôi về nhà rồi tí. Chuyện là đây là một ít bật nha mọi người. Nu con đi chúng nó bắt được con nhỏ nhỏ này. Nu trộm điền đi thả ra nha mọi người. Nó còn nhỏ lắm nên tha cho nó. Nhưng mà nu trộm thôi. Mọi người đừng nói với ai nha mọi người. Nu sẽ thả cho mọi người xem. Đi rồi nha. Sau này nó lớn rồi nu lại ra bắt nha. Nani? Omae wa mou shindeiru. Chuẩn bị sắc ăn nha. Đây là cá, lấy làm ớt nha mọi người. Con cá. Làm nướng. Cô bên đây, thôi chúng ta đi. Chúng ta mang thịt bất kỳ nó. Chuẩn bị ăn nha. Nó nha, nó nha, nó có tính nhảy cả. Nó cần nó có tính nhảy cả. Chuyện mua. Nhảy cái gió tao rồi. Chuyện nó là. Chuyện khai được ta, tôi rất chào rồi. Chuyện nhảy với chuyện nhảy nhau xin. Wow, chuyện nó có sọc mà. Chuyện nó có sọc mà. Và bây giờ bắt đầu về nhà mọi người ơi. Con ly đứa cao cao này là con mái cú. Mái cú là người cao nhất là Hồng Lăng. Đã ăn kẹo mút luôn mọi người. Thật ra Nu định mang quả áo ra chú hành đó mọi người. Nhưng mà nó không. Không ấy. Bọn mày không có gì lắm ạ. Suốt ngày nhậu nhỏ xong rồi bọn nó xuống ruộng bắt cá chơi. Ăn cơm xong xong rồi ngủ một giấc. Và bây giờ là đang chuẩn bị về rồi nè mọi người. Có năng người mọi người. Tính luôn luôn nhé là năng người nhé. Quay đầu với con đường cú nha mọi người. Và video của Nu thì xin kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Và mọi người nhớ theo dõi Nu để chờ đón xem video tiếp theo của Nu nha. Bye bye.